Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Viết Khánh, thường trực văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Hồng Thanh, Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Vũ Đức Thuận, Tổng biên tập báo Thương hiệu Công luận, trưởng ban tổ chức. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Viết Hưng, Phó Ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Mai Ngọc Linh, Nguyên Chính ủy Binh chủng Công binh, cùng toàn thể các đơn vị doanh nghiệp có mặt tại nhà hát lớn hôm nay. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà báo Vũ Đức Thuận, Tổng biên tập báo Thương hiệu và Công luận, trưởng ban tổ chức, lên có đôi lời phát biểu và chính thức khai mạc chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông.